Thưa quý vị và các bạn, ngày 16 tháng 4, đồng chí Ngô Văn Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đã thăm động viên các cầu thủ câu lạc bộ bóng đá Hòa Bình. Tại buổi gặp mặt, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã chia sẻ và động viên các cầu thủ và ban huấn luyện câu lạc bộ bóng đá Hòa Bình khắc phục khó khăn về cơ sở vật chất, nỗ lực tập luyện để tham gia thi đấu giành được thành tích cao trong các giải đấu trong thời gian tới. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy mong muốn tập thể câu lạc bộ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, tham gia thi đấu vì màu cờ sắc áo, song vẫn phải giữ được nét đẹp thể thao, đồng thời phải phát triển và thăng hạng. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng khẳng định, thời gian tới tỉnh Hòa Bình sẽ huy động mọi nguồn lực, tập trung đầu tư xây dựng cơ sở vật chất để câu lạc bộ có trung tâm riêng để sinh hoạt và tập luyện. Câu lạc bộ bóng đá Hòa Bình hiện có 23 vận động viên với sự dẫn dắt của huấn luyện viên Lê Quốc Vượng. Nhân dịp này, các đồng chí lãnh đạo tỉnh, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch đã tặng quà cho câu lạc bộ. Sau buổi gặp mặt, đoàn đã đi kiểm tra các điều kiện về cơ sở vật chất của sân vận động thành phố Hòa Bình, nơi sẽ diễn ra giải bóng đá hạng nhì quốc gia với trận đầu tiên có sự tham gia của câu lạc bộ bóng đá Hòa Bình. Hiện tại, từ nguồn vốn xã hội hóa, các hạng mục nâng cấp sửa chữa sân vận động đang được đẩy nhanh tiến độ nhằm đảm bảo hoàn thành theo kế hoạch. Dự kiến lễ ra mắt câu lạc bộ bóng đá Hòa Bình sẽ diễn ra vào ngày 22 tháng 4 năm 2021 và giải bóng đá hạng nhì quốc gia sẽ diễn ra vào tháng 5 năm 2021.